Nào ai biết ra sao một kiếp người, nhiều đắng cay trong tiếng cười, để xót xa trong cõi lòng chờ mong thế thôi. Còn nhớ chút thế thai nhân tình đó, hết cơn mưa mong trời sáng, ấm nụ cười bên trẻ thơ yêu thương. Yêu đuôi em khóc bao tháng ngày bão giông, thương những chiếc lá buồn hắt hiu, đầu cành lao đao trong gió mưa. Là em yêu đuôi, năm tháng sẽ xóa dần nỗi đau, hạnh phúc em mãi tìm ở đâu, bao giờ thôi hết hoài mong. Sau một kiếp người, nhiều đắng cay trong tiếng cười, để xót xa trong con lòng chờ mong thế thôi. Còn nhớ chút thế thai nhân tình đó, hết cơn mưa mong trời sáng, ấm nụ cười bên trẻ thơ yêu thương. Yêu chiếc lá buồn hắt hiu, đầu cành lao đao trong gió mưa. Là em yêu đuôi, năm tháng sẽ xóa dần nỗi đau, hạnh phúc em mãi tìm ở đâu, bao giờ thôi hết hoài mong. Em về trễ vậy? Quan sáu tên đưa hồ sơ dây vốn, rồi phải rủ ổng đi bao một chầu tạ ơn. Chầu gì vậy? Đi nhà hàng với mấy cậu phòng tín dụng, sau đó họ mời em lại rủ đi kêu vũ. Tức là họ tạ ơn lại em hả? Em có ơn gì mà tạ? Hối lộ, cung cấp tiền cho họ ăn chơi chứ sao. Nói chuyện với anh nó tức chết đi được. Giúp nhau thì phải có qua có lại, chứ hối lộ gì. Em nghĩ coi, mấy cái nhà em đang xây cất cũng từ đất xin ngang ký tắc cho sản xuất, rồi em đem bán lấy tiền một mớ, mớ khác đem cho xây nhà, mà xây chưa xong em đã đem thế chấp xin vay, mà định giá gấp mấy lần giá trị thực tế. Làm gì có ông ngân hàng nào vô tư mà cho vay. Họ làm, họ phải dựa trên nguyên tắc công việc của họ chứ. Cho ai dây, chạy dây bao nhiêu được. Anh khỏi lo cho người ta. Anh không lo cho người ta. Họ làm sai thì họ chịu. Anh lo là lo cho em kìa. Cứ cái đà này. Sợ hả? Em đi tù thì anh lấy vợ khác chứ sao. Việc gì phải lo. Anh không phải người như em đâu. Em sao? Em phức tạp quá. Phức tạp vậy mới có tiền. Chứ như anh á, đơn giản vậy thì làm ông nhỏ, chứ lên tới ông lớn ông to hơn nữa cũng không có tiền.
Tiền, tiền. Nhưng mà tiền có nhiều để làm gì chứ? Bộ anh từ trên trời rơi xuống hay sao mà lại hỏi tiền làm gì? Tôi không nói chuyện với anh nữa. Nói hỏi chắc tôi điên quá. Đủ rồi. Còn một ly là hết rồi. Má có cấm á, con cũng đã uống cả chai rồi. Con hứa với má, đây là ly cuối cùng. Con là thằng vô tích sự phải không? Má buồn lòng vì con quá. So với trước, con đã tốt hơn rất nhiều. Đừng vì những tự ái nhỏ nhen mà ngựa quen đường cũ, má sinh bệnh mà chết mất. Má nhận ra con tốt hơn hả? Vậy sao Ngọc vẫn coi con là thằng vô dụng? Biết trước xi măng gạch đổi giá, bí mật đặt cọc đối phó, nhưng lại giấu con, để con bị con Liễu làm nhục. Nó làm vậy là rất cao tay. Làm ăn phải biết dự đoán, tính toán, xử lý trước tình huống. Không trách con Ngọc được. Má không trách, nhưng mà con trách. Ngọc coi con là cái gì ở nhà này? Không tin tưởng gì con hết, không có tình cảm gì với con hết. Con xỉn quá rồi. Vô nghỉ đi. Con phải tới gặp Ngọc, nói lời cuối cùng. Trời ơi, mở cửa, mở cửa đây, mở cửa, mở cửa đây, mở cửa đây, mở cửa đây. Ai vậy? Tôi đây, tôi cần nói chuyện song phẳng với cô. Tôi chịu hết nỗi sự xúc phạm của cô rồi. Cô làm gì con qua mặt tôi? Anh làm gì vậy? Tôi chán đời lắm rồi. Em có làm gì mà anh cho là xúc phạm? Tôi muốn chết trước mặt em. Tôi là thằng không đáng sống. Tôi phải cho em hiểu rằng Thằng Phát này sống vô dụng, nhưng không đến nỗi sợ chết như thằng khác. Chết thì dễ lắm, sống mới khó. Sống mà làm gì khi chẳng biết mình sẽ đến đâu. Anh gian lên, anh không thiếu em được nữa. Bởi nữa, anh mới định hướng được cuộc đời mình. Đứng dậy đi anh. Em không xứng đáng với bất kỳ một người con trai nào khác đâu. Sao không xứng đáng? Em là người tốt nhất mà. Em đã bị người ta, em không còn là con gái nữa. Nào ai biết ra sao một kiếp người, nhiều đắng cay trong tiếng cười, để xót xa trong cõi lòng, chờ mong thế thôi. Còn nhớ chút thế thai nhân tình đó, hết cơn mưa mong trời sáng, ấm nụ cười bên trẻ thơ yêu thương. Yêu đuối em khóc bao tháng ngày bão giông, thương những chiếc lá buồn hắt hiu, đầu cành lao đao trong gió mưa, là em yêu đuối.
một kiếp người, nhiều đắng cay trong tiếng cười, để xót xa trong con lòng chờ mong. Thế thôi, còn nhớ chút thế thái nhân tình đó, hết cơn mưa mong chờ sao, ấm nụ cười bên trẻ thơ yêu thương. Yêu đuối em khóc bao tháng ngày bão giông, thương những chiếc lá buồn hắt hiu, đầu cành lao đao trong gió mưa. Là em yêu đuối, năm tháng sẽ xóa dần nỗi đau. Chính anh cũng muốn quên quá khứ của mình. Chúng mình chỉ cần hiện tại và tương lai. Có thương em thiệt tình không? Anh thấy sống vậy khó lòng quá. Sáng xách cặp đi, tối mang cặp về. Lương ông tôi không có đụng tới, mà vẫn muốn gì có đó. Phục vụ ông đầy đủ, không thiếu gì hết. Vậy ông còn muốn gì? Muốn sống yên ổn bên nhau tới già. Tôi lo làm mà anh cứ lo cản vậy. Sống tới qua năm đã khó, nói gì tới già. Anh thì không hiểu nổi em. Mệt anh quá. Vậy nghe, tôi với anh ra tòa. Cái gì? Thiệt tình á, bây giờ làm ăn cũng có nhiều bất trắc. Anh với em ra tòa thì hay hơn. Nhưng mà mình giả bộ vậy thôi, để chia tài sản ra. Em á, sẽ cho anh giữ một mớ. Nhưng mà anh phải viết giấy cam đoan với em là đó là tài sản của em, do em tạo dựng. Phòng khi... Thôi đi. Nếu em muốn ra tòa thì ra luôn đi. Anh không cần gì tài sản của em hết á. Anh không thể nào làm tấm bình phong bao che cho em được. Anh còn thương em không? Nhưng không lẽ thương là cùng nhau trở thành người bất chính? Em phải cố làm vì tương lai con của chúng mình. Em đang... Thiệt hả? Thiệt. Thôi, tùy em. Muốn làm gì thì làm. Má tôi dậy chưa? Từ lúc anh bỏ đi, bà sợ cuống cuồng, rên rẫm suốt đêm, gần tới sáng mới chợp được mắt. Em á, không làm cho cục cưng này của má hạnh phúc, bà chết mất. Anh Phát anh về rồi, cùng với chị Ngọc. Từ từ, làm gì kéo em dữ vậy? Má! Con làm má lo sợ, tưởng muốn bệnh luôn á. Đi đâu giờ mới về? Dạ, con qua tìm Ngọc. Hả? Vậy là hai đứa bay... Thì má vẫn mong vậy mà. Mong gì thì mong. Hai đứa cũng phải giữ gìn chứ. Trời ơi, giữ tới giờ là con ráng lắm rồi đó. Má nè. Hả? Hôm nay Ngọc chịu làm con dâu của má rồi đó. Má chịu chứ? À, nếu vậy thì phải cứ hỏi đàng hoàng nghe. Dạ. Chứ để vậy lửa gần rơm, má lo lắm. Ủa, không lẽ nó còn ở đây nữa? Ê, Ngọc kìa, Ngọc, tưởng chọn đi rồi chứ? Chà, cô dâu mới có bộ hạnh phúc ha. Ừ. Anh Sáng chơi chơi. Ra tiệm cà phê ngồi đi, ngu gì vô đó.
nhà thằng Phát á, nó nghèo thì không sao, chứ bây giờ làm ăn có tiền rồi, nó lên mặt lắm. Hai lần vô thăm em ở cửa nhà giàu, cả hai lần bị nghi là thằng ăn cắp rồi. Hồi đó là con ở, quan trái sao em cũng phải nhịn. Còn bây giờ em là chủ rồi. Là chủ hả? À, thôi vô đi. À, chào anh chị. À, má, đây là các bạn con, anh Sáng, Hồng ở dưới quê mới lên chơi. Má nhớ chứ. Nước con. Dạ. Con chơi gì? Chào con. Không tôi giết con tin đó. Nhà bây giờ khác quá ha. Được rồi, lấy nước tiểu đại đó đi. Nhờ một tay con dâu của má đó. Hả? Mày quyết định rồi hả? Tương lai thôi mà má. À, dì cũng tính tuần tới sẽ về dưới quê tụi con, nói chuyện với anh chị Bảy để xin cưới con Ngọc cho thằng Phát nhà dì đó. Vậy hả? Chờ chút nha. Thôi, để má. Alo, Thành Lợi nghe đây. À, dạ dạ, để tôi hỏi lại. Ngọc à. Dạ. Người ta kêu 200 bao xi măng, con biết chưa? Dạ, con nói anh Phát xuống nhà máy lấy, xong chở luôn xuống công trường rồi. Anh, nói gì với Ngọc đi. Thôi khỏi, ai lại đi phá niềm hy vọng của nó. Ừ, thì cũng phải hy vọng chứ. Biết sao được, duyên số mà. Sao đó mà. Thì mấy đứa ơi, thằng trai sắp tới rồi đó. Ủa? Thôi bây giờ đừng có giỡn nữa, hai đứa đứng đây, đứng đây ha. Thằng trai tới rồi kìa, bà ơi, ra đây. Ê, mày đừng có hồi hộp nóng ruột, phải làm kỹ vậy á, chụp hình mới đẹp hiểu không? Tao đâu có hồi hộp đâu. Nè, đàn trai tới rồi. Ê, lấy được chồng nôn ra mặt vậy mà nói là không hồi hộp. Sao mày hiểu tao dữ vậy? Thì tao cũng qua cầu rồi chứ bộ. Chào chú. Nè má, hồi lúc mình đi buôn bán quần áo về, mình đi ngang cái nhà này như là ổ chuột. Bây giờ làm gì khang trang dữ vậy má? Con nghi lắm. Tiền nào ngoài chị con Ngọc lén lấy ở tiệm má mang về. Thôi đi các con, trắng trợn quá, má để yên vậy sao được. Con Ngọc làm gì cũng đều nói má. Mà các con đừng quên, mấy cái tiệm ở trển tuy mang tên Thành Lợi nhưng cũng do con Ngọc gây dựng. Tiền của nó, muốn làm gì là quyền của nó. Má nói đúng đó, tất cả tập trung vô việc đón dâu đi. Ê, mấy bà không khôn gì hết. Dạ mời. Dạ. 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 Chào chị. Dạ, mời. Ra đi con. Dạ mời. Tức dễ sợ, nó cướp tiền trong nhà Thành Lợi mang về đắp vô nhà nó, mà bà già lại còn binh nữa. Trắng trợn hết chỗ nói. Bởi vậy. Thôi, hai má yên đi, đừng nhiều chuyện nữa. Nó lấy bao nhiêu sẽ tìm cách đòi lại bấy nhiêu, có gì đâu nè. Em gửi chị 3 tháng tiền nhà. Hết hợp đồng này tôi không cho thuê nữa nha. Ờ, cho tụi em thuê tiếp đi chị. Bà này kỳ vậy. Hồi trước thỏa thuận á, cho thuê lâu dài, tụi tôi mới đầu tư vô sửa chữa mới được vậy. Còn bây giờ không cho thuê nữa, trả lại tiền sửa đi. Xin lỗi cậu nha, hợp đồng tôi chỉ ký từng năm một, không có điều khoản nào cho phép cậu sửa nhà, cho nên cậu cứ đập phá hết phần sửa đi, trả lại tôi nguyên như cũ. Bà này vừa phải thôi nha, thấy người ta làm ăn được. Thôi anh, tụi em sẽ tăng tiền thuê. Không, tôi kẹt tiền cần bán nhà. Vậy chị bán cho em luôn đi. Trả được giá thì tôi bán. Ờ, bao nhiêu hả chị? 60 cây. Nhà mặt tiền buôn bán làm ăn được lắm đó. Người ta trả tôi 62-63 cây, nhưng tôi thấy cô cậu lanh lẹ mau mắn, nếu chịu giá thì tôi bán. Được rồi, chị để em tính. À, giấy tờ đầy đủ không chị? Ờ, à, tất nhiên. Con tính gì cũng phải mua thành tài sản của mình,
chứ cứ mướn, chưa gì đã tới tháng trả tiền nhà, lời lỗ cũng đổ vô đó hết. Tức chết đi được. Lúc mình mới mướn, nhà không ra nhà, đất không ra đất. Bây giờ thành phố thành phường làm ăn buôn bán gì sao, bắt bí mình mua giá cao. Giá nhà đang lên, mấy nhà bên cạnh vừa mới bán, mấy người mới mua tính chuẩn bị xây lại hết. Chắc chắn giá nhà sẽ tăng lên. Mà cái chính là mình đang làm ăn được, rồi mình sẽ xây sửa lại luôn thể. Em cái gì cũng đòi quyết, còn má đây chi, vuốt mặt phải nể mũi chứ. Con xin lỗi má. Không sao, má thấy con Ngọc tính vậy là phải đó. Không mướn nhà này thì mình mướn nhà khác. Mua làm gì của cái giống tham lam thấy ghét đó. Giả lại mua nhà để ở cả đời, làm ăn bôn chen suốt ngày, tối về nhà để nghỉ. Chứ cứ mặt tiền đường, xe cộ ầm ầm, vậy sao chịu nổi. Cho nên con quyết á, ra ngoài ô mua villa, ở đây mướn nhà làm ăn là được rồi. Trời đất, mình làm gì đủ sức để ở một nơi làm một nẻo vậy. Em lại đang mang bầu, vài tháng nữa sanh, chạy đi chạy lại chắc chết. Mà cái chính là đất này hợp hai đứa, làm ăn phát đạt, chắc gì đi nơi khác đã được vậy. Mua là đúng. Má có kinh nghiệm mà cũng thấy vậy là hay. Anh chịu đi. Thôi được rồi. Mình tôi làm sao chọn được hai bà ha. Cha thổ mày, dám xếp má với vợ mày vô một luôn. Không dám, con lỡ miệng. Để tỏ lòng tôn trọng má và lấy cái phước của má, con cho má đứng tên mua ngôi nhà này. Tiệm thành lợi nên nhà cũng đứng tên thành lợi luôn. Nếu con đồng ý, má đứng tên cũng được. Nhưng má sẽ viết cái giấy xác nhận thêm rằng đây là tài sản riêng của con. Riêng thế nào được? Của con dâu má và cháu nội của má nữa chứ. Được rồi, con đồng ý để má đứng tên. Nó chịu để bà già đứng tên tài sản là thằng Phát có phước đó. Thằng Phát có phước thì nhầm nhò gì? Toàn khôn nhà dạy chợ, tôi ngày lo tranh giành chị em. Thì tôi cũng là con nhà thành lợi, chứ bộ có một mình thằng Phát là con sao? Nè, nói thiệt nha, thành lợi thành lộc bây giờ là cái cốc khô gì? Nè, đừng xúc phạm tới tôi với ba má tôi nghe. Chứ còn sao nữa. Cô thử nghĩ coi, có cái tên đó à, bao nhiêu năm nay làm ăn vẫn lụng bại, không có con Ngọc ai nhớ mà biết tới. Vậy mắc mới gì nó phải lấy tên cha của tôi ra bán? Thì lấy vậy để tỏ lòng tôn trọng má thôi. Con nhỏ đó thiệt tốt đó. Lại khen nó nữa. Tôi dám cá đó, là ngày nó ở nhà ông đó, chắc chắn ông có dòm ngó hay sơ muối gì nó, phải không? Phải không? Thôi đi bà Chằng. Chằng hả? Chằng hả? Cho lão hối trọc lóc luôn nè. Cho lão hối trọc lóc luôn nè. Trời ơi, thôi. Chằng thì có chằng, dễ ghét dễ thương chứ bộ. Cái miệng này nè, nói người ta dễ ghét phải không? Thương. Nhưng má có thuyết phục được con Ngọc cho Hùng Hạp làm ăn không? Nó kêu muốn làm thì cứ việc làm, mắc mớ gì phải Hùng Hạp. Nhưng mình muốn cái tên của ba mình là của mình kìa. Em nghĩ xưa quá rồi, thời buổi làm ăn nhốn nháo này nè, tên cửa tiệm đâu có ý nghĩa gì. Trừ phi tên nhãn hiệu cầu chứng sản phẩm. Chứ giờ ra đường thấy mà phở Bắc, ở đâu cũng phở Bắc Hải, biết đâu Bắc Hải thiệt, Bắc Hải dỏm. Nhưng mà thành lợi thì có lời thiệt lời dỏm chứ bộ. Thì em cứ mở thành lợi thiệt xem có lời hay không. Vấn đề bây giờ không phải là hùng vốn vào để chung cái tên, mà để lấy khách, chia sẻ hợp đồng với nó, hiểu chưa? Ha, giật mối. Rồi mình tìm cách làm mất hết uy tín của nó. Nhưng uy tín của nó cũng là thành lợi, tên của ba em mà. Thôi đi bà nội, ba bà chết rồi, uy tín tên tuổi mà làm cái gì. Cái chính là mình gạt nó, gom hết khách về đây. Thời buổi buôn bán bất động sản như điên này, mình làm bá chủ là mình giàu à. Hay á, ba chết, má rồi cũng chết, huống hồ gì là cái tên. Mà em giành giật với nó làm chi vậy? Cái chính là giành mối, giành tiền. Công nhận là ông xã em khôn tới sói đầu luôn á. Ừ.
Chào anh. Anh muốn mua gì? Ủa, ở đây chỉ có hàng Việt Nam thôi hả? Dạ, hàng Việt Nam mình lúc này chất lượng cũng cải tiến, tụi em bán chạy lắm. Nếu anh muốn mua hàng ngoại, mời anh qua địa chỉ này. Cũng của công ty em, nhưng chuyên doanh hàng ngoại. Cảm ơn cô Nhật. Dạ. Em hả? Anh đang tiếp anh Nhật, kiến trúc sư. Anh muốn hợp tác với mình mấy công trình mà ảnh vừa nhận thầu. Ý ảnh á, muốn mình chung vốn đầu tư coi sao. Không hợp tác đầu tư gì hết, mình chỉ buôn bán, chứ đâu có biết nghề xây dựng. Biết đâu lời lỗ mà tính. Về pháp lý, cũng không có bằng cấp giấy phép. Có tham gia vô thì cũng như mua pháo mừng người đốt, thôi đi. Nói gì nhẹ nhàng thôi, làm gì đùng đùng to tiếng dữ vậy. Có gì đâu, phải nói vậy nếu không anh nghe người ta dụ ngọt lại lao vô, rồi em đi giải quyết hậu quả mệt lắm. Thôi xin lỗi, đừng buồn em nghe.